Tập 20. Em nghe kỹ đây, Tổng hiểu bác không rành về quy trình mua nhà trong nước nên nhờ chị giúp mà thôi. Mua nhà xong anh ấy sẽ quay về, còn chị không định lấy anh ấy, cũng không tính ra nước ngoài định cư. Em đã nghe rõ chưa? Chị không có định, chị không định lấy anh ta, cũng không định ra nước ngoài định cư. Đào Tử, em nghe không nhầm chứ? Chị và anh ta không phải tình nhân. Chị không ra nước ngoài thật sao? Đào Tử, em có thể theo đuổi chị không? Em ngồi xuống trước đi. Em không ngồi. Đào Tử, anh thích em lâu lắm rồi, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này nữa. Kể từ bây giờ, anh chính thức thông báo cho em biết anh muốn theo đuổi em. Được. Khai Hoài, dự án này nếu không có cô thì không hoàn thành được. Cô cứ làm người phụ trách của dự án này đi. Nhưng kinh nghiệm tôi ít quá. Dự án lớn như vậy, dù là anh hay Linda cũng đều thích hợp hơn tôi. Dự án của cô muốn tôi phụ trách giúp cô à? Không có chuyện hời như vậy đâu. Đây là chuyện cô muốn làm nên để cô phát triển nó mới phải. Nhưng tôi... Yên tâm đi, tôi sẽ phối hợp với cô, cùng nhau cố gắng. Được rồi, quyết định vậy đi. Nghi thức khởi công dự án ngày mai, thân là người phụ trách, hai cô đi cùng với chủ nhiệm Chu của hiệp hội, đại diện cho phòng khám của chúng ta. Ngày mai tôi có một cuộc hẹn, không đi được. Xin chào, xin chào. Phải phải, người hôm nay đến tham gia nghi thức khởi động dự án từ thiện đều là quản lý cấp cao của Nghệ Khắc. Nếu phòng khám các cô muốn hợp tác lâu dài với Nghệ Khắc, vậy nhất định phải duy trì tốt quan hệ. Chủ nhiệm Chu, không lẽ anh muốn chúng tôi nịnh bợ họ à? Đây là từ thiện, không phải tư lợi, sao gọi nịnh bợ được? Chúng tôi đâu có biết lấy lòng lãnh đạo, làm sao đây? Vậy thì ăn nhiều, nhìn nhiều, bớt nói lại. Cảm ơn. Đi thôi, có thể vào rồi. Sau này giúp đỡ nhiều nhé. Không vấn đề. Đang tìm Chu Tuyên Văn à? Không có. Sợ lại gặp nhau sẽ khó xử. Tôi cũng không muốn gặp anh ta. Chỗ nào có anh ta thì có tên kia. Tôi không muốn ảnh hưởng tâm trạng của mình. Vì vậy tôi hy vọng có thể chung tay cùng nhau trưởng thành với bọn trẻ. Cảm ơn anh đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Tôi xin phép một lát. Dạ được. Anh Trương, anh cũng nói vài lời đi. Chu Tổng, nghe nói nghi thức khởi động dự án từ thiện lần này do anh đích thân phụ trách, quả thật quá vinh hạnh, vất vả rồi. Khai Hoài, anh Lực. Sao vậy? Hai người quen nhau à? Khai Hoài là bạn tôi. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu La, sau này có gì không hiểu phải nhờ Chu Tổng chỉ bảo nhiều hơn. Chu Tổng, đến giờ rồi. Mời bên này. Khai Hoài, anh qua đó một lát. Chuyện này thật sự ngại quá. Hiện giờ chúng tôi không có dự định này. Tiểu La, với quan hệ của cô và Chu Tổng, sau này phòng khám dư u của các cô muốn tìm vốn đầu tư dự án chắc là không cần tôi giới thiệu cho nữa. Gần đây tập đoàn Kim Mỹ, đối thủ cạnh tranh với Nghệ Khắc trong lĩnh vực trang sức trước đó, đã điều chỉnh lại chiến lược bố trí, chuyển ý tưởng hoạt động trọng tâm khai thác thị trường nước ngoài thành tiến sâu mở rộng thị trường trong nước. Kim Mỹ dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo tập đoàn Tạ Côn dự đoán sẽ mở ra một màn cạnh tranh thị trường trong nước với tập đoàn Nghệ Khắc. Sếp, Kim Mỹ đánh vào trong nước có nguy hiểm tới chúng ta không? Không có gì phải lo cả.
Vậy thì tốt. Phải rồi, Chu tổng đã chuyển dự án từ thiện về tay mình. Dự án nào? Cái của Khai Hoài sao? Đúng là của Khai Hoài. Hơn nữa, nghi thức khởi động chính là vào hôm nay. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp Lục tổng. Đã lâu không gặp. Lát nữa chúng ta nói tiếp. Được, lát nữa tôi tìm anh. Được, bên này. Bên này. Cô La, đây là chỗ của cô. Khai Hoài, lát nữa em phải lên đó phát biểu, nên anh cố tình xếp em ngồi ở đây. Ngồi đây đi. Được. Anh Lực, lần đầu em tham gia hoạt động thế này, không biết ứng phó thế nào. Em đừng thấy ở đây đông người, chỉ toàn ra vẻ thôi. Yên tâm đi, với lại có anh mà. Khai Hoài, hoạt động kết thúc, anh mời em ăn cơm. Chú Khai Hoài, Tuyên Văn, đúng lúc cháu làm việc ở gần đây nên qua góp vui. Không ảnh hưởng hai người chứ? Không có. Cháu đến cũng tốt, cho thấy tập đoàn nghề khác chúng ta ủng hộ dự án trẻ em bị bỏ rơi. Cảm ơn Chu tổng. Vậy thì tốt. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Xã hội hiện nay, đông đảo mọi người quan tâm đến sức khỏe thể chất của trẻ em, nhưng có rất ít người quan tâm đến vấn đề tâm lý của trẻ nhỏ. Nhằm khiến cho mỗi một em nhỏ đều có tuổi thơ vui vẻ, lần này dự án hỗ trợ tâm lý trẻ em bị bỏ rơi do phòng khám tâm lý Dương U phát động nhận được sự ủng hộ hết mình của tập đoàn Nghệ Khắc. Hay lắm. Không sao đâu, đừng căng thẳng. Tiếp theo xin mời đại diện của tập đoàn Nghệ Khắc, Chu tổng và đại diện của phòng khám tâm lý Dương U, La Khai Hoài, cô La lên sân khấu phát biểu, đồng thời khai mạc cho dự án từ thiện này. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Đi thôi, Khai Hoài. Đi theo anh. Ơ kìa, nắm tay anh. Biểu kéo dài thời gian, em gỡ nó ra. Chào mọi người, tôi là chủ tịch kim CEO của tập đoàn Nghệ Khắc Chu Tuyên Văn. Chỉ trong vài ngày trước, tôi và một người bạn cùng nhau đến hạ trại của trẻ em bị bỏ rơi. Ở đó chính tôi cảm nhận được môi trường trưởng thành của trẻ em ở đó. Thiếu niên khỏe thì nước mạnh. Tập đoàn Nghệ Khắc sẽ tiếp tục quan tâm sức khỏe tâm lý của các em, đồng thời cung cấp quỹ tài trợ để càng nhiều trẻ em có không gian bày tỏ suy nghĩ của mình, vui vẻ, lạc quan, trưởng thành. Sao anh không nói thêm một lát? Anh hết từ rồi. Thân là bác sĩ tâm lý, chúng tôi biết khó khăn và đau khổ mà vấn đề tâm lý mang đến. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả đời người. Sự nhận thức của trẻ em với thế giới là mơ hồ và mong manh. Vì thế nhận thức của trẻ em một khi hình thành rất khó để thay đổi, đặc biệt là trẻ em bị bỏ rơi. Các em có bố mẹ bên cạnh trong thời gian dài, vì thế càng dễ hình thành tâm lý tự ti, yếu đuối. Cho nên phòng khám tâm lý Dương U chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người, cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề tâm lý trẻ em, cố gắng thực hiện tốt dự án của chúng tôi. Tập đoàn Nghệ Khắc chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp nguồn quỹ tài trợ. Cảm ơn mọi người. Đây là lần hợp tác lần đầu của tập đoàn Nghệ Khắc và phòng khám Dương U.
Một người là tinh anh trong thế giới kinh doanh, một người là nhân tài mới trong giới điều trị tâm lý, là người đại diện cho các giới khác nhau. Có thể chia sẻ với mọi người ấn tượng của mình. Giống như tin đồn bên ngoài, Chu Tổng có tinh thần trách nhiệm xã hội, hơn nữa tính tình hiền lành. Lần này đứng ra tài trợ cho dự án của chúng tôi, tôi thay mặt cho phòng khám Vô Ưu bày tỏ sự biết ơn. Anh Chu, còn anh thì sao? Thật ra mới đầu người bạn mà tôi nhắc đến chính là bác sĩ La. Theo tôi thấy, bác sĩ La là một bác sĩ tỉ mỉ, nhân hậu, hơn nữa rất chuyên nghiệp, là một bác sĩ tâm lý hiếm có trên đời. Xem ra hai người là bạn cũ rồi. Những câu dư thừa không nên lãng phí thời gian của mọi người. Bắt đầu nghi thức khởi động của chúng ta đi. Thật ra những năm qua, tập đoàn nghệ khác chúng tôi vẫn luôn làm từ thiện. Mọi người im lặng một chút. Bây giờ xin mời người khởi xướng dự án này, cô La, lên sân khấu. Xin mời nhân viên nghi thức đẩy bánh kem ra cho chúng ta. Cô La, bây giờ mời cô cắt bánh kem. Cô La, làm sao vậy? Sao cô ấy không cắt? Tốt quá rồi. Sao lại như vậy? Chú Hai, ở đây giao cho chú. Đi rồi. Sao đi rồi? Đúng đó. Vậy xin mời chú Lực, chú Tổng cắt bánh cho mọi người. Được, được. Được. Khai Hoài, em đừng sợ. Tôi không sao. Anh không cần lo cho tôi. Khai Hoài, nhìn anh đi. Có anh đây. Đừng sợ. Có phải từ nãy đến giờ em chưa ăn gì không? Đi, anh đưa em đi ăn gì đó. Tôi... Chúng ta đến chợ đêm nhé. Tôi không đi đâu. Ăn mặc như vậy không tiện lắm. Anh biết đi đâu rồi. Đi. Bác sĩ Tô, chúng ta không thể lạnh nhạt với người ta như vậy. Chúng ta còn phải hợp tác lâu dài với người ta nữa. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Đừng chỉ là ăn thôi. Tôi nói với cô đấy. Hai cái này, em muốn ăn cái nào? Anh thích cái nào? Cái này đi. Cái này à? Vậy em đút cho anh ăn nha. Thật không? Ngon không? Xin lỗi, xin lỗi.
Bác sĩ Tô, dù sao người ta cũng là bên A của chúng ta, khách sáo với người ta một chút. Sao cô lại đắc tội với người ta chứ? Xin lỗi ông chủ đới, em lau cho anh nha. Tốt nhất em lau sạch cho anh. Xin anh giúp đỡ phòng khám do ưu chúng tôi nhiều hơn. Xin lỗi, thật sự ngại quá. Chỉ dạy lại đi. Lạnh quá, ngọt quá sẽ mập. Anh tránh xa em một chút được không? Tại sao? Không được. Bởi vì anh nói rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh nói lại hai từ đó xem. Được, được. Anh không chịu trách nhiệm được chưa? Anh muốn hay không kệ anh. Anh nói em nghe, đồ ăn ở đây không tốt đâu. Em muốn ăn gì, về nhà anh nấu cho em. Cái gì cũng được. Được không? Trứng hấp, thịt kho tàu, cá chưng, canh gà bao tử. Đây là nhà anh. Đi thôi. Anh đi chuẩn bị đồ ăn. Em ngồi chơi đi. Đây là những thứ trước đây ở nhà kho Dương phủ nhìn thấy đây mà. Đáng tiếc trước đó chưa được xem kỹ. Lúc ở Dương phủ, suy đoán trong lòng anh ấy thiếu cảm giác an toàn, giữ khoảng cách với người khác. Quả nhiên không sai. Cái tên này đúng là đồ kiêu ngạo. Nét mặt từ nhỏ tới lớn vẫn không thay đổi. Đây là mấy con gấu bông lần trước gấp được với mình đây mà. Sao lại để ở đây? Đúng là không hợp chút nào. Tất cả chuẩn bị theo lời dặn của anh rồi. Cô là hài lòng chứ? Cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ? Chú Hai, ở đây giao cho chú. Đi thôi.
Phim được thuyết minh bởi Van Gogh TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nào, nếm thử tay nghề của anh đi. Thế nào? Ngon không? Hôm nay không đến nỗi quá tệ. Tôi nhớ trước đó ở Dương Phủ, anh nấu mì cũng không xong. Sao bây giờ biết chiên thịt bò luôn vậy? Trước đây luôn là em nấu canh gà cho anh. Lần trước nấu mì đúng là một tai họa. Cho nên anh đã nghĩ, hay là tự mình đi học nấu ăn để làm em vui. Đáng tiếc chưa nấu được đã. Nhưng mà hôm nay vẫn có cơ hội nấu một bữa cho em. Thật ra tôi luôn cảm thấy chúng ta quen nhau lâu rồi, nhưng không biết tại sao đến hôm nay mới biết được con người thật của anh. Bây giờ không còn Dương Phủ nữa. Anh không phải là Dương gia, em cũng không phải Dương Phi. Chúng ta chỉ là hai người xa lạ thôi. Vì vậy, hãy để chúng ta làm quen lại từ đầu. Chào em, anh tên Chu Tuyên Văn. La Khai Hoài. Ngon quá đi. Cảm ơn anh. Ăn no rồi? No rồi à? Vậy thế này, anh đi dọn dẹp chén bát. Em đi tắm. Anh để khăn tắm vào rồi. Cũng để sữa tắm vào rồi. Chu đáo vậy à? Vậy em đi đây. Sao anh vẫn chưa đi vậy? Cái đĩa này nhiều dầu quá, lau không sạch. Em xem, đây là dĩa em mới mua. Anh sắp lau mòn nó luôn rồi. Cái bàn này toàn là bụi. Em xem, anh lau sạch cho em. Anh bị gì vậy? Cứ ở nhà em tìm việc để làm. Không lẽ anh muốn làm bảo mẫu ở nhà em à? Không phải. Phòng bếp là tại anh nên mới thế này, nên anh phải có trách nhiệm với nó. Chịu trách nhiệm hay là anh chịu trách nhiệm với cả thế giới? Làm siêu nhân luôn đi. Sao anh phải chịu trách nhiệm với thế giới chứ? Anh đâu có thích họ. Anh không cần có trách nhiệm với họ. Vậy anh trách nhiệm có nghĩa là vì anh thích em sao? Nếu không thì sao? Anh không thích em thì tại sao lại tỏ tình với em chứ? Anh không thích em thì tại sao lại hôn em chứ? Anh không thích em thì tại sao anh... Đừng nói nữa. Cho anh cơ hội làm bạn trai em đi. Chỉ một lần này thôi. Dù cho là dùng thử cũng được. Vậy anh dùng thử đi.
Vậy đêm nay anh có thể ở đây nằm mơ. Khai Hoài, em biết không, sau khi quen biết em, anh đã học được rất nhiều điều. Sau khi quen biết em sao? Trước khi quen biết em, anh là người cô độc, lạnh lùng. Nhưng chỉ có em, bất kể anh kháng cự, bài xích ra sao, em cũng chưa từng rời đi. Em giống như là... Giống gì? Cô gái keo cường lực, là loại một khi đã dính thì không thể nào tháo ra được. Mô tả kiểu gì vậy? Nhưng cũng chính vì thế, anh bắt đầu học được cách chấp nhận thế giới này, lắng nghe trái tim người khác. Thật ra tôi cảm thấy anh cũng không phải cô độc và lạnh lùng thật sự. Anh chỉ là thiếu cảm giác an toàn, không giỏi bày tỏ chủ động, khóa bản thân trong thế giới của mình. Thật ra anh khát khao yêu và được yêu, nên mới nhạy cảm đến như vậy. Thật ra rất lâu về trước, em đã nhìn thấu anh rồi đúng không? Rất lâu về trước sao? Chẳng phải chỉ mới vài tháng trước sao? Anh từng nghĩ đến thẳng thắn với em, là hôm ở tiệm bánh ngọt. Anh nghe thấy em và Đào Tử nói chuyện. Nghe thấy hôm đó em nói với cô ấy là nếu mà mình trị khỏi cho Chu Tuyên Văn thì mình sẽ rời khỏi anh ấy. Sau đó, khi đó anh nghĩ là nếu là thế thì mình sẽ tiếp tục lừa cô ấy. Anh xin lỗi, anh là tên nhát gan. Khai Hoài, nào, nhảy một bài đi. Khai Hoài, thời gian đã qua đi, có thể cho anh cơ hội để anh theo đuổi em lần nữa không? Với thân phận của Chu Tuyên Văn,
thời gian không còn sớm nữa rồi. Tôi về trước đây. Hay là anh đưa em về? Không cần đâu. Tôi... Alo, alo, con gái. Khu nhà cúp điện rồi, thời tiết nóng quá. Bố đã tìm đại một khách sạn để ngủ qua đêm. Hay là đêm nay con qua đào tử ngủ đi. Khuya dậy rồi, chắc đào tử cũng đã ngủ rồi. Hay là đêm nay em ngủ tạm nhà anh đi. Anh có phòng khách. Nhà anh có máy sấy tóc không? Có chứ. Để anh lấy cho em. Anh không sao chứ? Để tôi xem. Vết thương của anh. Vết thương này sao? Sao bị vậy? Chắc là đau lắm. Vết thương này lúc nhỏ bị té. Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, không sao rồi. Anh sao vậy? Không có gì. Để anh lấy quạt, máy sấy tóc cho em nha. Có thể cho anh cơ hội để anh theo đuổi em lần nữa không? Với thân phận của Chu Tuyên Văn, tiện tay chuẩn bị vài món cho bữa sáng. Hy vọng em sẽ có ngày mới tốt lành. Phong phú thế này mà còn tiện tay sao? Cũng không biết anh ấy đã ăn chưa nữa. Chu Tuyên Văn, Chu Tuyên Văn, Tuyên Văn, Chu Tuyên Văn. Tuyên Văn.
Chu Tuyên Văn. Đi rồi sao? Chu Tuyên Văn. Chu Tuyên Văn. Chu Tuyên Văn. Đi đâu rồi? Hạng mục của chúng ta hiện nay về cơ bản đã hoàn thiện gần xong, đã chuẩn bị thực hiện. Cuối cùng là mong bên bề trong mấy ngày này gửi các thủ tục có liên quan qua đây. Mọi người dạo này làm hạng mục cũng khá vất vả, đều đang gấp rút cam go. Anh ở bên đó cũng có thể yên tâm. Được. Về mặt cụ thể chúng tôi, dậy rồi à? Em thấy bữa sáng rồi chứ? Trứng chiên trong sandwich là trứng chín 5 phần em thích nhất. Đúng rồi, anh không pha cà phê cho em. Sáng uống cháo yến mạch vẫn tốt hơn. Thực ra anh mang quần áo của em đi giặt rồi, có mua 2 bộ mới, chắc chút nữa sẽ đến. Nhưng mà anh họp đã, chút nữa họp xong chúng ta sẽ đến trường của các em nhỏ. Tiếp tục. Anh yên tâm chú Đổng.
tất cả làm theo kế hoạch. Chuyện tiến triển rất thuận lợi. Chu Tuyên Văn, em có chuyện muốn hỏi anh. Lời anh nói hôm qua còn tính không? Câu nào? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ý em là anh có thể tiếp tục theo đuổi em, đúng không? Ý em là em đồng ý là bạn gái anh. Khai Hoài, chúc mừng Chu Đổng. Chu Đổng có phúc quá. Anh đang họp sao? Anh trăm năm hạnh phúc. Ban nãy anh nói với em rồi mà. Gì vậy trời? Ai cũng thấy rồi. Tan họp.